Vâng, à uh, xin chào tất cả các anh chị các bạn, xin chào. À uh, tên tôi là Phan Anh, chúng ta lại tiếp tục à uh, trong video mới nhất của tôi. Hôm nay là mùng 4 tháng 8. Bây giờ đang là 21 giờ 26 phút ngày mùng 4 tháng 8. À uh, theo lịch âm là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Bắt đầu vào một cái thời kỳ um, tháng gọi là tháng Vu Lan báo hiếu. Vâng. Và cũng để uh, báo hiếu cho tất cả những uh, cộng đồng những người xem kênh youtube của pa marketing thì hôm nay tôi làm một cái video hướng dẫn riêng chuyên sâu về cái kỹ thuật cái chiến dịch mà chạy quảng cáo facebook có tin nhắn giá rẻ mà mình hay gọi là mess rẻ đấy đúng không mess là nói tắt của từ message tức là tin nhắn vâng tiếng việt tức là chạy quảng cáo facebook giá rẻ vâng vậy thì làm thế nào để có thể chạy quảng cáo được à, trên facebook có thể giá rẻ đây trong một cái bối cảnh mà quảng cáo facebook bây giờ rất là cạnh tranh rất là bão hòa và rất là khó à, với các nhà quảng cáo gần như chúng ta không có nhiều sự lựa chọn à, tính ngẫu nhiên của facebook vẫn rất là cao à, có con tài khoản chạy thì rẻ có bài chạy thì rẻ có con tài khoản khác thì lại chạy đắt có bài khác đặt thì lại đắt hoặc là nó cứ lên xuống dập dìu như là sóng thần ấy, nó cũng chả phải lên xuống dập dìu như là sóng biển buổi chiều đâu Đấy, cái giá thầu chúng ta rất khó kiểm soát vâng tuy nhiên thì uh, với kinh nghiệm uh, chạy và dạy cũng như là làm dịch vụ cho khách hàng rất nhiều thì tôi vẫn cố gắng là chia sẻ một cái video uh, theo cái kinh nghiệm của tôi và nếu như các bạn áp dụng các bạn thấy nó ok thì các bạn áp dụng và các bạn thấy nó không ok thì các bạn có thể trao đổi uh, thảo luận lại hoặc là các bạn có thể gọi, nhắn tin, trao đổi với tôi. Tôi sẽ tham gia hỗ trợ, tham gia tư vấn và tham gia triển khai. Vâng. Thế thì ở đây thì chúng ta đều mong muốn chạy Facebook giá rẻ. Thế thế thì để chạy được Facebook giá rẻ thì chúng ta có những cái nội dung nào như sau. Vâng, tôi đi vào những cái vấn đề thực chiến luôn. Thứ nhất là muốn chạy, đây là tin nhắn nhé, chạy mét rẻ mà. Thì chắc chắn là chúng ta phải thực hiện cái chiến dịch quảng cáo Facebook với cái mục tiêu là tương tác mục tiêu là tương tác đúng chưa? Vâng và chúng ta chọn cái phần tương tác đó là phần ứng dụng với tin nhắn, cái phần đích đến của nó là ứng dụng tin nhắn Facebook Messenger, tức là nó sẽ nhấp vào cái tin nhắn đấy, nó chat, nó hỏi với mình đúng không? Và chúng ta có thể thực hiện các chiến dịch quảng cáo này trên máy tính, ví dụ như là tôi đang dùng trên máy tính MacBook của tôi và trình quản lý quảng cáo Meta Manager đúng không? hoặc là chúng ta cũng có thể thực hiện trên các cái app đó là Meta Ads Manager và app uh, Meta Business Suite. Vâng. Đây ạ, à, tôi đang vào cho các bạn xem. Đấy, thí dụ như thế này. Đấy, một số những cái chiến dịch mà tôi chạy thì giá thầu nó cũng, hiện nay cũng đang khá là cao. Đấy, lúc đầu tôi chạy được nó khoảng 8.000 một tin nhắn cho một cái sản phẩm thời trang, sau đó nó lên 9 10.000, xong nó lên 12 15.000. Đấy nó cứ tăng 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 dần. Đấy, tại sao lại tăng và bây giờ? đây có cái bài gần nhất của tôi là 21. 21.000 mà 21 trong khi đó là nó leo từ 8.000 trở lên mà mình dìm nó mình giữ nó mình cương nó để nó không tăng không làm nào được Đã. nó nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về thị trường về thời tiết về um, kinh tế hoặc là về cái sự biến động của mùa vụ Đã. thí dụ như bây giờ đang là cái giai đoạn mà giao mùa của ngành thời trang thì có thể là mình chạy nó cũng sẽ trục chặt hơn một chút đấy hoặc là kinh tế bây giờ cũng đang rất là khó khăn người tiêu dùng là, là mua sắm kém đi thì cũng sẽ gặp những cái vấn đề khó khăn cho chúng ta với vai trò đánh nhà quảng cáo là những người bán hàng hoặc là sự khác biệt giữa các ngành hàng và sự khác biệt giữa các thương hiệu đấy có thể tôi sẽ cho bạn toàn bộ cái cái kỹ thuật chạy cái nhắm nhắn chọn nhưng mà sản phẩm khác nhau thương hiệu khác nhau fanpage khác nhau ví dụ như fanpage của bạn có một nghìn like hoặc là vài trăm like Fanpage của người ta 2-300 nghìn like Bạn mới chạy ngày hôm qua Họ chạy cách đây 5 năm, 10 năm và chạy liên tục chạy dòng dã rồi Thì chắc chắn là Cái hiệu suất quảng cáo nó sẽ Thực sự là rất khác nhau Đấy, khó đấy, rất là khó đúng không Rồi, về kỹ thuật nhắm chọn Thì chúng ta sẽ nhắm chọn theo mục tiêu uh, Ví dụ như là Tuổi, uh, giới tính, sở thích Khu vực uh, Những khách hàng mua hàng online Và sử dụng các cái thiết bị cao cấp, tầm trung tầm cao trở lên trong một số trường hợp mà chúng ta chạy ngân sách lớn ví dụ như là một vài triệu đồng thì chúng ta cũng có thể là chỉ nhắm chọn vào tuổi giới tính và khu vực thôi vâng chỗ này tuổi và giới tính đó tôi có <laughs> nói nhưng mà quên chưa đánh vào đây tiếp theo là về tối ưu về vị trí hiển thị thì chúng ta có thể là không nên không nên nhá, cân nhắc về việc sử dụng là chạy quảng cáo vị trí tự động, AdvanTest Plus của Facebook nó cho không nên. Đấy, mà ban đầu chúng ta nên chọn các vị trí thủ công và chủ yếu là chọn liên quan đến Facebook, liên quan đến Reels và liên quan đến Messenger và đặc biệt là chúng ta nhắm chọn trên mobile. Chúng ta nhắm chọn trên mobile. Bởi vì sao? Bởi vì uh, 95-97% lượng người dùng Facebook bây giờ đang uh, lướt bằng lướt Facebook bằng mobile như chúng ta vẫn ngồi đây lướt lướt lướt, lướt như thế này đúng không ạ đấy rất nhiều quảng cáo của chúng ta thấy ở đây đấy, ví dụ như là thời trang tôi xem về thời trang nhiều các quảng cáo về thời trang đến tương đối nhiều và, và chúng ta biết rằng là các cái fanpage của Facebook bây giờ nếu không chạy quảng cáo trừ những cái fanpage cộng đồng theo kiểu những cái tin tức giật gân hot hit sao idol này kia thì gần như cái page thương hiệu không có lượt tiếp cận Tiếp cận tự nhiên, organic rush là cực kỳ thấp Đúng không? Cho nên nếu không chạy quảng cáo thì, thì cơ bản là không giải quyết được gì Nếu mà chúng ta không biết làm content khéo léo à, Tức là content của chúng ta phải pha, phải, phải pha trộn thêm Phải sử dụng những cái content vui vẻ hơn Thì chúng ta mới có organic rush Thì chúng ta sẽ kiếm được những cái lượt xem Và chúng ta kiếm được những cái lượt khách hàng tiềm năng Đó Và ở đây thì chúng ta có thể là Sau khi mà chúng ta chạy thủ công mà chúng ta nắm chọn tốt rồi thì chúng ta có thể thử cái chiến dịch Avantis Plus, Avantis Plus dạng là vị trí, dạng là vị trí quảng cáo hoặc là uh, hoặc là tối ưu về ngân sách. Ngân sách Avantis Plus thì thường chúng ta phải đặt trên 400 000 để nó chia làm hai chiến dịch. Uh, hoặc là chúng ta đặt vài triệu nó sẽ chia ra các cái chiến dịch và các nhóm chiến dịch để nó nó tối ưu. Thì cái này sau này khi chúng ta chạy thử rồi, có kinh nghiệm rồi thì chúng ta mới lên làm nhá. Ban đầu thì tôi khuyên là nên chọn thủ công Đấy. Rồi tiếp theo là về, về kỹ thuật đặt ngân sách Thì bây giờ cái kỹ thuật đặt ngân sách Thì nó lại rất là quan trọng để ra được cái giá mét rẻ Thí dụ như là chúng ta nên Nên ở đây là khuyên ấy Vâng Chúng ta bắt đầu đặt ngân sách thấp thôi 50.000, 100.000 chúng ta test Testing xem là nó có cắn tiền hay không này Đấy, Và nó có uh, gọi là giá rẻ hay không này Đấy Thế xong đó rồi thì chúng ta sẽ nâng ngân sách lên Chúng ta nâng bằng những cách nào Đấy, chúng ta nâng bằng cách nào? Ví dụ chúng ta có rất nhiều cách để nâng ngân sách. Đấy, với một cái chiến dịch như vậy thì chúng ta đang chạy 200.000 chúng ta có thể nâng lên 300.000, 500.000, thậm chí chúng ta nâng lên 1 triệu. Đấy, thì chúng ta phải xem là cái giá thầu nó tăng lên bao nhiêu phần trăm. Bởi vì các bạn ấy thường có kinh nghiệm là không nên tăng ngân sách đột biến gấp đôi gấp ba mà chỉ tăng khoảng 10 đến 30% mỗi ngày, mỗi ngày. Thế vẫn vẫn ok thì lại tăng tiếp tăng tiếp đó thế nhưng mà chúng ta nhớ rằng là theo thời gian một ngày hai ngày một tuần hai tuần thì cái bài đấy giá nó sẽ bị tăng luôn luôn là như vậy đấy, luôn luôn là như vậy nha Thế Đây là một số những cái lời khuyên về kỹ thuật đấy, một là đặt ngân sách thấp rồi tăng dần thứ hai là chúng ta có thể chạy nhiều chiến dịch hoặc chạy nhiều nhóm chiến dịch đấy à, ví dụ như là muốn chạy một triệu một ngày ngân sách xếp cho như vậy thì chúng ta sẽ chia nó thành 10 chiến dịch chia nó thành 10 chiến dịch, mỗi chiến dịch chúng ta chạy thử 100.000 tôi tôi giả sử như vậy. Đấy, hoặc là chúng ta chia thành các khu vực, các tỉnh hoặc là các độ tuổi, chúng ta chia nhỏ ra. Đấy. thế thì có thể có những bạn nói là ờ ừ, bây giờ chia nhỏ thì nó sẽ không hiệu quả. Thế có thể là chia bài, chia bài là gì? Chẳng hạn bạn bán quần áo, bạn có 10 cái mẫu alacos à như thầy đang mặc đây đúng không? Xanh, đỏ, tím, vàng thì bạn đưa vào một bài album tổng hợp 10 mẫu, 20 mẫu, 50 mẫu thì bạn chạy một bài tổng hợp chạy 1 triệu 2 triệu thì cái bài đấy có thể giá thầu sẽ rẻ thế hoặc là bạn cũng có thể đưa chiến lược là gì 10 mẫu 20 mẫu đấy bạn tạo 20 bài kéo đen này chạy riêng kéo xanh chạy riêng kéo đỏ chạy riêng và mỗi bài đấy mình thử chạy 50.000 100.000 tức là chúng ta phải thử đấy. ở đây thì tôi thường là xu hướng tôi chạy nếu mà thời trang nhé thì tôi có xu hướng là chạy album và chạy nhiều sản phẩm thì người ta click nhiều người ta click nhiều đấy. kết hợp với cái lời kêu gọi giá rẻ nữa khuyến mại sâu nữa thì bắt đầu là nó sẽ ra được nhiều mess và cái kỹ thuật chạy nội dung chạy nên phải làm sao thu hút được mess đó chúng ta phải nhân các nhóm chiến dịch để chạy được chưa và sử dụng cái 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 ngân sách cấp chiến dịch khi mà chúng ta nhân nhóm đấy, và một cái kỹ thuật tôi vừa nói đấy là không nên tăng ngân sách quá đột ngột trên một chiến dịch đó và nếu như chúng ta test ra nhóm nào giá rẻ rồi thì chúng ta sẽ nhân chiến dịch hoặc là nhân nhóm chiến dịch <laughs> một cái kỹ thuật nữa đấy là chúng ta có thể dùng nhiều tài khoản quảng cáo khác nhau ví dụ như là cùng một con pet chúng ta bơm hai ba tài khoản vào để chạy chúng ta chạy 5 triệu một một ngày thì giả sử như chúng ta có ba con tài khoản thì mỗi con tài khoản sẽ gánh 2 triệu 2 triệu một triệu hoặc là 2 triệu một triệu rưỡi một triệu rưỡi tôi lấy thí dụ như vậy để làm gì để nó sẽ có được một cái gọi là bình quân ngân sách bình quân giá thầu giá rẻ bởi vì nếu mà mình dập vào một con ấy có thể là cái con này nó ngẫu nhiên nó đắt. Đấy. Thì đây là cái chúng ta không biết được nên chúng ta mới phải thử. Đây là những cái kỹ thuật mà chạy rồi. Chúng ta nghĩ ra chứ còn thực ra Facebook nó cũng chẳng bảo như vậy. Mà nếu mà bọn Facebook support ấy mà các anh chị mà nghe nói thì tôi nghĩ là cũng sẽ đổ thóc giống ra luộc mà rang thôi. Rang lên xong thì không thể nào mà cái thóc giống nó còn dùng được nữa, đúng không? Hay đổ thóc giống ra mà ăn thì không cấy lúa được nữa. Đấy. hầu như chúng ta không làm được và chúng ta không hiểu tại sao này là là nó lại thất thường thất thường như thế sao mess nó lại cứ tăng 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 dần như thế làm nào cương được dìm được nó xuống hay là giữ ví dụ như tám nghìn 10 nghìn cứ thế là chạy quanh năm ngày tháng thế thì ai cũng giàu hết đúng không đúng là nhục rồi tiếp theo là một cái mẹo khác đó là tôi thường làm như này này nếu như tôi chạy một cái chiến dịch của một cái nhóm chiến dịch nào đó có giá rẻ rồi thì cái cách làm ở đây là mình sẽ tạo một cái phễu Ví dụ như là một cái mẫu này mình chạy giá cực rẻ đi để cho nó phi vào nó hỏi. Nó phi vào nó hỏi thì đến lúc đấy thì mình bảo là hết cái mẫu này rồi mình tư vấn sang mẫu khác. Có vẻ hơi hơi gọi là thủ thuật một chút. Thế sau đó cái bài đấy nó rẻ rồi thì ta có thể là gì ạ? Đổi bài. Thí dụ như cái bài áo này, bây giờ một cái con áo la cốt như này giá thị trường đang ở trong store trong trong cửa hàng Lotte nó bán là khoảng độ 3 triệu, 3 triệu 2. Đấy. Hoặc là ở một số cửa hàng ở Hà Nội bán khoảng 2 triệu rưỡi 2 triệu 7 tôi lấy thí dụ như thế, thế còn những người bán hàng online thì họ sẽ bán khoảng 2 triệu 2 hai triệu, thế bây giờ tôi bảo là cái áo này tôi bán một triệu rưỡi tôi nói thí dụ như thế, nói là hàng về nhưng mà khách người ta không lấy người ta thanh lý khoảng một triệu luôn, Thế là thi nhau nó vào nó hỏi ui rẻ thế rẻ thế, thì nó hỏi nhiều thì bắt đầu giá thầu của mess bình quân nó sẽ chia các anh chị biết công thức tính giá thầu rồi. Giá thầu là bằng tổng số tiền chia cho tổng số tương tác mà tương tác này chính là là mess tức là ví dụ mình chạy một triệu, mình thu được 100 tin nhắn thì giá thầu sẽ là 10.000, mà mình thu được 50 tin nhắn thì giá thầu sẽ là 20.000. Đấy. Mình phải có một cái kỹ thuật là tạo phễu hút hút mess thật nhiều vào. Thế sau đó mình tư vấn chuyển sang cái sản phẩm khác, mình nói là ờ ừ, hết mất rồi. Hoặc là mình sẽ sau đó mình đổi cái bài khác, chạy cái bài áo đen này ra mess rẻ rồi, đổi bài áo xanh vào chạy cái bài một áo mét rẻ rồi đổi bài album vào đấy tôi đã thí dụ mình sẽ phải thử nhá đấy, và chúng ta phải nhớ rằng là theo thời gian thì giá thầu luôn đi lên không bao giờ tránh được cái này cho nên nếu như giá thầu mà đạt đến mức ngưỡng tối đa mình có thể chịu thí dụ như 25.000 nghìn một tin cho thời trang 30.000 nghìn một tin cho thời trang thì mình vẫn chạy đến kịch đó sau đó đến kịch rồi thì buộc lòng hoặc trước đó là mình đã phải đổi bài đổi sản phẩm đổi gọi là thông tin đổi tất cả những cái gì mình có thể đổi, đổi nhắm chọn để mà giá thầu rẻ hơn. đó. Thế rồi tiếp tục là đấy, chúng ta phải xây dựng một cái tài khoản quảng cáo chất, chất là gì chạy nhiều, chạy liên tục, chạy ổn định. đấy và không được để nó dừng. ví dụ như là không thanh toán được phải nạp tiền trước, nha. không được để nó dừng, không được cái tình trạng bùng, không được cái tình trạng để nó nợ rồi thì via chạy xong vứt via đi, xong đưa via khác vào trừ khi là các bạn muốn vứt pet chạy lấy đơn thôi. Đấy, thế thì pet cũng phải xây dựng pet chất thu hút khách hàng bằng cách là mời like tăng like rồi chạy quảng cáo thêm tăng like thêm để tăng thương hiệu, đúng không? Sản phẩm chất lượng tốt để mà có giá thầu ổn định và khách hàng tái mua. Quan trọng là khách hàng phải tái mua, họ phản hồi tốt nữa. Không là giá thầu sẽ càng ngày càng đắt. Và rõ ràng chúng ta dù có là thầy Phan Anh hướng dẫn rồi thì chúng ta cũng vẫn cần phải thử nghiệm, trải nghiệm và, và và thử sai đánh giá và bắt đầu là rút ra những cái bài học cho mình chiêm nghiệm đúng không? Đấy, như hôm trước uh, tôi chạy cho một cái cửa hàng uh, về uh, nhà hàng về về chay Đấy, thế thì lúc đầu tôi chạy được khoảng 30.000 một tin là bạn ấy kêu vãng đầu đó rồi nhưng tôi bảo bây giờ không thể nào rẻ hơn được bởi vì cái mặt bằng chung nó như thế cái chương trình của các bạn thì rất là lịch sự chả có khuyến mại gì Đấy, thế thì nó không thể nào rẻ được Đấy, rẻ thì bây giờ nó phải khuyến mại tràn nhập giá nó phải rẻ ví dụ như là chỉ 30.000 một suất ăn chay thôi thì nó mới rẻ được bạn bán a la cạc toàn mấy chục mấy, mấy trăm nghìn thì làm sao mà rẻ được đúng không mà pet của bạn vừa mới thành lập cửa hàng bạn vừa mới thành lập không thể rẻ được Đấy, cho nên là bạn phải nuôi bạn phải nuôi nhé phải kiên nhẫn một chút rồi tiếp theo là nội dung của bài quảng cáo nó vô cùng quan trọng Đấy, mét rẻ thì hầu hết mọi người đều thống nhất với nhau rằng muốn có mét rẻ là do sản phẩm và do nội dung quảng cáo rất nhiều còn kỹ thuật quảng cáo của facebook bây giờ đơn giản hơn ngày xưa không có gì phải học mấy cả rồi thế nội dung quảng cáo đây là cái gì đấy nó chiếm vai trò quan trọng thì tôi nói rồi đấy, và chương trình bán hàng đúng không thì phải hấp dẫn đấy, phải có chiêu phải có mẹo phải có giảm giá phải có khuyến mại phải có quà tặng chính sách bảo hành đổi chi uh, bảo hành bảo trì đổi hàng <laughs> rất là linh hoạt, rồi cam kết, rồi quà tặng để làm gì? để người ta dễ thả vào người ta mua, rồi hình ảnh phải rất là đẹp, hình ảnh đẹp. Nhiều khi là vì cái hình ảnh đẹp người ta nhấp vào và đặc biệt là video. Bây giờ chạy quảng cáo người ta thích video bởi vì bởi vì là nhờ có TikTok cho nên là người ta bây giờ người ta thích xem video sản phẩm. Mà video sản phẩm thì chỉ khoảng độ dưới 60 giây theo chuẩn TikTok thôi, nhé. Chứ còn lại dài lê thê 3, 4 phút, 5 phút thì khó đấy Mà nó phải bắt trend, bắt nhịp xu hướng ấy. À, ví dụ như bây giờ nó đang có cái xu hướng mấy hôm nay là, là Cầm cái chai nước bóp bóp như này đúng không Xong bắt đầu là nó nó mới tạo cái hiệu ứng là, là phun nước như này Thế thế thì ví dụ như bạn cũng có thể là làm một cái video như thế Bạn bắt chen thì chạy nó sẽ rất là rẻ Đấy ý của tôi là bắt chen như vậy nha Và cũng chú ý vấn đề về bản quyền âm nhạc nữa đấy. Thế còn thông điệp thì cũng phải là gì phù hợp với đối tượng khách hàng hấp dẫn đúng không và uh, thông điệp thì nó phải minh họa uh, giải quyết được cái vấn đề uh, gọi là những cái từ khóa quan trọng nhất những cái hashtag quan trọng nhất mà mình phải đưa lên uh, những cái từ khóa đầu tiên nằm trong ba dòng đầu tiên là cái gì hấp dẫn nhất cái gì uh, gọi là quan trọng nhất cái gì khiến khách hàng phải dừng lại lướt lướt facebook như này phải dừng lại xem thì uh, thì chúng ta phải để lên từ hình ảnh này, từ thông điệp này, từ chương trình khuyến mại này, giảm giá là đập vào màn hình, đập vào mắt khách hàng màu sắc thì phải xanh đỏ tím vàng lên. Được chưa? Đấy. rồi chúng ta cũng phải thường xuyên là thay đổi hình ảnh, thay đổi video và hình ảnh video phải đầu tư chất xám, đẹp, sắc nét, người mẫu xinh, đúng không? Đấy. thậm chí cố tình cài vào đấy một số những cái lỗi để làm gì? Để cho khách hàng bắt cái lỗi đấy để cho nó mess nó rẻ đấy và chúng ta lưu ý rằng là theo thời gian thì chúng ta sẽ bị một cái hiện tượng nó gọi là bão hòa nội dung tức là người ta xem chán rồi người ta không nhấp nữa thì bắt đầu phải đổi đúng không phải đổi và khi cái giá mét nó đến cái mức ngưỡng tối đa mình không chịu được nữa thì mình cũng phải đổi tiếp theo đó là cái kỹ năng tư vấn chốt đơn bán hàng đấy thì mình phải nỗ lực và mình phải tinh tế mình phải khéo léo mình phải chắc chiêu, đúng không? Chuyên nghiệp để mà gọi là tư vấn khách hàng để mà tăng được cái tỷ lệ chốt đơn thành công lên. Bởi vì giá thầu thì rất khó có thể rẻ được và nó lại luôn tăng. Vậy thì chỉ cần tăng được tỷ lệ chốt đơn lên thêm một vài phần trăm thì nó sẽ bù đắp được cái phần chi phí về quảng cáo. Đó. Ví dụ tôi nói, ví dụ bây giờ bạn đang tỷ lệ chốt của bạn là 10% đi. Tức là 100 tin nhắn bạn mới ra được 10 tin. Thế nhưng bây giờ bạn chốt được 20 khách Đấy, thì tỷ lệ lên 20% thì giá thầu thực chất chi phí bán hàng nó rẻ đi một nửa. Thì bạn có thể vẫn chịu được cái mức giá thầu đó. Đấy tôi đang làm ví dụ thôi. Đúng không? Và chúng ta phải đo cả cái tỷ lệ tái mua nữa. Nếu như khách hàng đã tái mua thì mình sẵn sàng đầu tư. Thí dụ như là thời trang, ví dụ như nhà hàng thuốc thang đấy, nó có khả năng tái mua, tính được tỷ lệ tái mua là bao nhiêu phần trăm, số lượng đơn hàng tái mua là bao nhiêu đơn và giá trị tổng đơn hàng tái mua là bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ quy đổi được ra và chúng ta chấp nhận đầu tư thêm cho quảng cáo đó đấy, nha và đặc biệt là với những cái khách hàng mà chưa mua ngay thì chúng ta phải bám đuổi theo đuổi một cách khéo léo một cách hợp lý chứ đừng có buông tõm một cái rồi bờ lắc nó rồi đốt vía nó không nên đúng không mà chúng ta theo đuổi ví dụ như là mai lại nhắn tin anh phan anh ơi ờ, hôm qua cái sản phẩm đấy anh đã mua chưa ờ, bên em có chương trình này chương trình kia tuần sau này anh phan anh ơi bên em có mẫu mới về thì nếu mà được thì anh qua cửa hàng tham quan hay là đây em gửi album anh xem nhé vâng em vì là anh mua lần đầu nên là em sẽ miễn ship em sẽ tặng thêm quà cho anh abc đấy thí dụ như thế đừng đừng có buông ngay bởi vì mất mấy chục nghìn đồng mới ra được một cái tin nhắn mà buông tõm cái thì chết đúng không chết tiền bởi vì công sức cả tiền bạc cả của đau con sót mà đấy nhá với những cái sản phẩm có thương hiệu đầu tư thương hiệu có chất lượng tốt có khả năng tái mua thì chúng ta cũng tính toán để để chúng ta tăng thêm ngân sách và đặc biệt là chúng ta cũng nên chọn những cái sản phẩm có biên độ lợi nhuận tốt một chút thì mới bù đắp được cái chi phí quảng cáo của Facebook nói riêng và các các loại tài khoản quảng cáo khác như là YouTube như là Google thậm chí là TikTok hay là Zalo thì tất cả những công cụ quảng cáo hiện nay nó luôn sơi của mình một cái ngân sách quảng cáo một cái ngân sách bán hàng rất là lớn không cẩn thận là chạy lỗ đúng không rồi có những bạn lại nói rằng là mét rẻ chưa nói lên điều gì đúng rồi bởi vì nó liên quan đến tỷ lệ chốt đơn mét rẻ là đối tượng rác mét rẻ là không trúng thế nhưng ít nhất là chúng ta cũng cố gắng mét rẻ đi đã cố gắng mét rẻ đi đã đúng không rồi thì kỹ thuật chốt đơn nó phải đi kèm với chương trình bán hàng up sale rồi thì bán thêm bán chéo tặng quà để làm sao cái combo cái giá trị đơn hàng nó nhiều lên và họ phải tái mua nữa, ok. và lời khuyên cuối cùng trong cái video nói về uh, kỹ thuật và chiến lược chạy Facebook Ads uh, làm sao để có giá thầu tin nhắn rẻ hay là mess rẻ, đó là chúng ta cũng phải xây dựng thương hiệu, phải xây dựng thương hiệu. Uh, ví dụ như chúng ta để chi thêm một cái phần ngân sách nhỏ uh, để chạy thương hiệu, chạy hiển thị, chạy tăng like, page, đầu tư cho nó, đúng không? Đấy, và chúng ta có thể phải cân nhắc là dùng thêm các cái phương pháp bán hàng khác ở trên Facebook đấy, như là bán hàng trên trang cá nhân tài khoản cá nhân bán hàng bằng cách đăng trên giao vặt marketplace hay là bài niêm yết chạy quảng cáo trên bài niêm yết đấy, hội nhóm uh, Facebook hoặc là trong các cái uh, khu chung cư này nó sẽ có những cái nhóm này để mình xây dựng thương hiệu ở trên đó mình bán uh, rất là tốt đúng không và livestream đấy rồi thì Uh, chăm sóc lại khách cũ để tăng đơn uh, và dùng thêm các cái nền tảng khác để cùng kéo cùng đẩy hỗ trợ thêm uh, thì đây là một số những cái lời khuyên của video này vâng và uh, video này thì cái tôi nói là mới uh, xây dựng ngày mùng 4 uh, tháng uh, 8 năm 2024 Đấy. Uh, và tên tôi là Phan Anh liên hệ với tôi ở địa chỉ là facebook.com sược Phan Anh online hoặc là tìm Phan Anh PA Marketing có tích xanh uh, YouTube của tôi là youtube.com sược pa marketing pa là phan anh và hotline của tôi là 0989 623 888 và nhắc lại zalo hotline là 0989 6388 thì ở đây thì các bạn có thể xem đấy những cái tài khoản đây tôi chạy cho các bạn xem đúng không ạ ví dụ như là một cái chạy quảng cáo đây đấy, cái chiến dịch này bây giờ đang khoảng 19.000 một tin nhắn và cũng không hề rẻ đắt thì cũng không đắt nhưng mà chấp nhận được đấy, và cái chiến dịch này các bạn nhìn thấy thu được khoảng độ 191 tin nhắn. và đã chạy khá là lâu. Chiến dịch này chạy từ ngày 15 tháng 7 cho cho đến tận bây giờ đang đạt đến tận ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024 nhìn thấy chưa ạ? Và lúc đầu cái chiến dịch này tôi chạy nó có 8.000 thôi. Đấy và sau khoảng độ đâu đó đến khoảng 20 ngày rồi thì nó đã tăng lên đến 19.000 và thậm chí nếu mà các bạn làm không cẩn thận thì nó còn tăng lên nữa sẽ đi đấy các bạn phải sửa thôi các bạn phải sửa chiến dịch thôi đây ví dụ nha tôi nói này từ đầu đây đấy là bạn sẽ chạy ở cái chiến dịch là cách mua là đấu giá đấy, mục tiêu là lượt tương tác đấy, và ngân sách chiến dịch thì các bạn có thể bật Advantage Plus lên tôi có hướng dẫn rồi đấy à, và cho có thể cân nhắc là cho phép là tăng cái giá thầu lên nếu như mà hiệu quả tốt thì Facebook nó tự tăng và lượt chuyển đổi ở đây thì chúng ta chọn đến ứng dụng tin nhắn Messenger đấy, Thì chúng ta muốn chạy tin nhắn mà đấy. Đối tượng thì gần như mọi người thấy đấy, chạy rất là rộng Có mỗi nhắm tuổi, nhắm giới thôi đấy, Gần như không nhắm cái gì thêm Vị trí quảng cáo thì Tôi chọn thủ công và như tôi nói đấy Tôi tắt hết Instagram, audience network Và tôi sử dụng Facebook và Messenger thôi đấy. Vì hiện nay Facebook có quá nhiều Meta có quá nhiều vị trí hiển thị cho nên là chúng ta phải tắt bớt đi Đấy, Sau đó thì chúng ta phải liên quan đến hình ảnh, bài viết Rồi giá cả sản phẩm nữa Đấy, Chạy rất là tốt như thế này Mà giá thầu vẫn rất đắt được chưa? Thế cộng với đây, ạ, à, một cái chiến dịch khác Các bạn có thể nhìn thấy Đấy, Các bạn có thể nhìn thấy một cái chiến dịch Đang chạy với một cái tin nhắn rất là rẻ Có 6.700 đồng thôi Đấy, Tức là Nó gần như nó rẻ gấp 3 lần Cái chiến dịch kia Đấy, Thế thì rõ ràng là hiệu suất của nó rất là tốt rồi Đấy, kể cả tỷ lệ chốt của nó là 10% đi thì nó mất có 67.000 một đơn thì nó vẫn rất là khỏe Đấy, chạy có gần 2 triệu đồng đây mà ra được đến 287 tin nhắn 6.700 một tin đúng ạ đây ngày mùng 4 tháng 8 tôi có nói hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 video rất là mới và chạy cũng không có bí quyết gì thậm chí tôi cho các bạn xem hết tôi cho các bạn xem hết luôn không có giấu đúng không đây chạy cách mua đấu giá tin nhắn ngân sách Amatix Plus cái dấu cộng này là Plus bật lên đặt ngân sách 2 triệu đúng không rồi Đấy, nhắm chọn thì các bạn nhìn thấy nhắm chọn đây cũng chỉ tuổi giới tính hết không nhắm gì sâu nhắm cực rộng Đấy, Facebook Messenger vị trí hiển thị thế thôi và sau đó cuối cùng đến nội dung Đấy, nội dung hình ảnh thì tôi nói đây đẹp đúng không ạ hình ảnh đầu tư trao chuốt đẹp chạy thế là nhưng mà xin thưa là bây giờ các bạn lấy ảnh này lấy sản phẩm này chạy vào pet các bạn vẫn ăn đòn Đấy, bởi vì cái pet này họ chạy rất là lâu rồi Đấy, cái tài khoản này họ chạy rất là lâu và ổn định cực kỳ ổn định luôn đó ok nhé vâng và nếu mà các bạn có liên hệ gì thì cứ liên hệ với tôi tôi có thể đào tạo này tư vấn này chạy quảng cáo thuê dịch vụ này viết kế hoạch kinh doanh marketing và chạy ra doanh số rồi các bạn được chưa vâng thông tin liên hệ ở đây ạ vâng xin chào hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn